Phật giáo của chúng ta thì tu tập lấy cái giải thoát làm đầu, lấy sự an lạc làm nền tảng. Nhưng mà mình đó muốn giải thoát an lạc thì phải khống chế quá giải những cái tâm ác, những cái tội lỗi sai lầm mà mình đã từng làm ra. Cho nên ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy: bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh, tịnh độ đà ra ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng mới là căn cơ, căn bản để sanh cái cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Như vậy thì cái nghiệp nó sanh ra bởi đâu? Và cái nghiệp á, thì nó có gồm hai cái loại nghiệp chính: một loại nghiệp thiện và một loại nghiệp ác. Cái nghiệp thiện á, thì nó tạo ra phước. Cái nghiệp ác á, thì nó tạo ra tội. Tội nó sẽ ngăn cản cái con đường giải thoát giác ngộ của mình. Và tội nó sẽ làm cho mình đau khổ. Tội nó có hai cái tác dụng: tác dụng ngăn cản con đường giải thoát, và tác dụng thứ hai của tội á, thì nó làm cho mình đau khổ. Còn phước nó cũng có hai cái tác dụng. Cái tác dụng á, nó giúp cho cái người dễ dàng tu tập đi đến giải thoát đau khổ, và phước nó làm cho người ta an vui. Cho nên tác dụng của tội phước nó rõ ràng như vậy. Cho nên bất kỳ cái người tu tập nào á, thì họ tu tập họ cũng phải hướng tới mục đích là tiêu diệt những tội lỗi mình đã gây tạo, chặn đứng những tội lỗi mình đang gây tạo, và hóa giải những tội lỗi mình chuẩn bị gây tạo, để cho chúng ta được thanh tịnh, trong sạch. Từ đó các pháp ba la mật của chánh pháp mới phát sanh ra ở trên nền tảng trong sạch của tâm. Cho nên đó là một người tu tập là luôn luôn lúc nào người ta cũng sám hối để hòng tẩy rửa các cái tội lỗi đã làm rồi, ngăn chặn tội lỗi đang làm, và hóa giải những tội lỗi sẽ làm, sắp làm, và bằng cái phương pháp sám hối. Do đó mà cái phương pháp sám hối ở trong nhà Phật á, là sám hối đúng pháp. Cái người nào á, mà sám hối đúng pháp thì tội nào nó cũng tiêu. Ba cái tội mà nó tiêu, nghĩa là tội đã làm rồi, tội đang làm và tội sẽ làm. Ba cái tội đó nó tiêu thì người ta sẽ đi đến an vui và giải thoát ở trong tương lai, nếu ta tu đúng chánh pháp. Cho nên đó, cái sám hối là cái cần thiết của một người Phật tử cũng như là quý thầy, cũng phải là sám hối từng nửa tháng sám hối một lần. Đó là cái nghi thức nghi lễ sám hối thôi. Còn cái người mà sám hối á, là phải sám hối từ trong tự tâm, sám hối từ trong thân, trong lời nói, trong ý nghĩ và ở trong tâm của mình, thì cái sám hối đó mới tận diệt được tất cả các tội lỗi mà mình đã làm, mình đang làm và mình sẽ làm. Do đó mà tối hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau với cái đề tài sám hối đúng cách, tội nào cũng tiêu. Như vậy thì sám hối như thế nào á quý vị, là sám hối đúng cách? Thì ở trong nhà Phật á, kinh điển của nhà Phật á thì mênh mông nhiều lắm, nhưng mà quý thầy á đọc kinh điển và nghiên cứu về Phật học đó, thì cái người sám hối đúng cách á là cái người phải có học Phật pháp, người ta mới sám hối đúng cách được. Tại vì sám hối là để làm gì? Để hầu tiêu nghiệp, chặn đứng nghiệp và hóa giải những cái nghiệp mà ác mà nó đã hình thành rồi. Cho nên cái nghiệp nó có hai cái loại: một loại nghiệp thiện và một loại nghiệp ác. Và nghiệp thiện, nghiệp ác nó có hai cái hình thức, đó là hình thức nghiệp nhân và hình thức nghiệp quả. Thiện ác và nhân quả, thiện có hai,
và ác có hai. Như vậy thì cái thiện á là nó cũng có hai và ác nó cũng có hai. Một cái nghiệp thiện nhân và một cái nghiệp thiện quả. Ác nó cũng có một cái ác nhân và một cái ác quả. Nó đâm ra nó là trở thành bốn. Mà nên con người của mình á luôn luôn lúc nào cũng mang bốn cái dòng nghiệp đó ở trên đôi vai bé nhỏ của mình. Và chính cái nghiệp này nó quay lại, nó sẽ tác động ngược lại mình. Cái nghiệp nhân mình tạo, nhưng mà nghiệp quả nó tác động lại mình. Nhưng mà nhân với quả nó không phải là hai, mà nhân quả nó là một. Nghiệp nhân với nghiệp quả nó không phải là hai, mà nó là một. Mà nó chỉ khác nhau ở cái sự tác động mà thôi. Bây giờ thầy ví dụ, chúng ta lấy cái mũi tên chúng ta bắn ra, thì cái mũi tên đó vẫn là cái mũi tên mình bắn ra. Bắn ra chúng ai thì là người đó bị thương. Như vậy thì mũi tên mình bắn ra với một lực càng mạnh chừng nào thì người ta bị thương nhiều chừng đó. Và nó bay trong không gian. Khi mà nếu cái mũi tên vật lý ở tại thế gian này á, mình bắn ra thì nó sẽ từ từ nó giảm cái lực nó xuống. Và từ từ á, là nó không còn bay đi được nữa. Là tại vì cái lực nó đã hết do lực cản của không khí. Như nếu chúng ta bắn vào môi trường chân không, bây giờ mình đi ra ở ngoài vũ trụ, một ngày nào đó mình mua vé con tàu vũ trụ, con tàu mà nữ thần tình yêu Apollo gì của Mỹ đó, mình lên chảnh ra ngoài cái sức hút của trường vạn vật hấp dẫn. Sức hút á, trái đất mình là một cái sức hút thôi nha. Và trong vũ trụ nó có muôn vàn sức hút khác nhau của các cái hành tinh ở trong vũ trụ. Cái gì mà có khối lượng thì cái đó có sức hút. Cái này là ông gì mà ông rảnh ông ngồi dưới gốc cây táo, mà ông Newton đó, cái táo lọt xuống cái ông mới tìm ra được sức hút của trái đất. Và ông tìm ra được gọi là trường vạn vật hấp dẫn đó. Hồi đó mình học lớp 6, lớp 7, lớp 8 gì đó là mình đã học cái đó rồi. Và ông mới phát biểu ra ba cái định lực. Cái định lực Newton thứ nhất, định lực Newton thứ hai, Newton thứ ba. Ở ông đó có định lực Newton thứ nhất á, là ta tác động vào vật một lực, vật đó đứng yên thì đứng yên mãi mãi. Và vật đó là chuyển động thẳng đều thì chuyển động thẳng đều mãi mãi. Một vật á, nếu nó đứng yên là đứng yên mãi mãi, mà nó chuyển động thẳng đều thì chuyển động thẳng đều mãi mãi. Nếu cái môi trường đó là trong môi trường chân không, cho nên nếu mà mình môi trường chân không là môi trường gì, là môi trường không có không khí để cản, và môi trường đó không có môi trường chịu lực của lực hút của trái đất hoặc là lực hút của các hành tinh có khối lượng. Hai người ngồi nhau chứ hút nhau dữ lắm á, tại vì là dạng vật hấp dẫn, có nghĩa là này hút kia, thằng kia hút nọ. Nhưng mà tại vì cái trái đất á, mình nói cái đường kính nó lớn, thể tích nó lớn, khối lượng nó lớn, cho nên lực hút nó lớn. Còn con người mình nó nhỏ bé téo teo nên mình bị lực hút trái đất hút vào. Nếu một ngày nào đó chúng ta có thần lực, chúng ta sẽ làm cho lớn cái thân mình lên, lớn hơn cái trái đất, mình sẽ lôi trái đất ngược lại với mình. Quý vị tin không? Ngày nào đó làm thử đi, ráng tu có thần lực đi, chứng đắc 6 phần thần thông, trong đó có thần túc thông như ngày Mục Kiền Liên đi. Lúc đó chúng ta nhảy lên khỏi trái đất, thân mình bự lên lớn hơn trái đất, trái đất nó hút vô cái bực cái dính vô mình luôn. Thấy không? Tức là nào lớn hút nhỏ. Do đó mà ở trong vũ trụ này sẽ chịu cái tác động qua lại với nhau. Như vậy thì người ta bắn một cái mũi tên vào trong môi trường chân không, nó đi vậy đó, nó gặp ai cái là nó bắn xuyên qua người đó. Như vậy chúng ta làm một nghiệp ác giống như một cái mũi tên, mà mũi tên này nó một mũi tên lửa, nó bằng lửa, nó bay trúng ai cái là cháy người đó, bay trúng ai là cháy người đó. Cho nên cái nghiệp ác mình làm ra sẽ làm đau khổ tất cả những người xung quanh. Cái đó là cái sự tác động tương tác với xung quanh á, là đau khổ. Ai đau khổ, ai bị mũi tên đó sắn vào là người đó bị đau khổ. Nhưng vậy thì chúng ta bắn ra là chúng ta bắn cái hướng nào? Dạ mình bắn ba phương tám hướng. Mình bắn như là bom nổ vậy đó. Cái mũi tên bắn ra cái đùng một cái, tức là hành động mình á,
hành động có đùng cái là xung quanh mình tất cả phía trên, phía dưới, phía ngang, phía dọc là mười phương đều là bị cái mũi tên lửa ác của mình bắn ra hết. Cho nên tất cả những người xung quanh của mình đều đau khổ hết. Người nào gần mình nhiều chừng nào đau khổ nhiều chừng đó. Cho nên con người làm ác nhiều chừng nào gia đình họ đau khổ nhiều chừng đó. Là tại sao gia đình mới ở gần mình? Mình làm ác với những người thân của mình. Con người ta có cái tâm ác, người ta làm ác với những người thân của mình. Những người bạn bè của mình, những người gần của mình bị tác động trước. Gần ác chừng nào, gần lửa chừng nào nó nóng chừng đó mà. Cho nên bây giờ ví dụ như mình làm ác, một người bên Mỹ không bị sao hết á. Nhưng mà cha mẹ mình có sao đó, thằng con mà làm ác cái cha mẹ khổ đau dữ dằn lắm. Là người gần mình nhất. Cho nên một người khôn họ không bao giờ làm ác, tại vì cái hệ quả làm ác là những người thân của mình gánh chịu trước tiên. Cái đó là một sự thật đấy. Đâu thử coi, một người làm ác cướp của giết người thế coi, người thân dám đi nhìn mặt ai không? Ta khổ lắm, ngủ không được luôn. Nhầm cha mẹ mà gặp con mà nó quậy, nó phá cho ke ma tí, quậy phá làng, phá xóm, phá xã hội cái coi. Người cha người mẹ khổ dữ dội lắm. Là những cái người mà dính mắt với mình nhiều nhất là khổ nhiều nhất. Mà ai dính mắt mình nhiều nhất? Đó là cha, là mẹ, là anh, là em, là bạn, là bè, là người thân của mình chứ ai. À, quý vị, cho nên người làm ác là người ngu. Một người ngu, ở đây chúng ta đang nói tới vấn đề phương diện Phật học. Đang nói tới người vô minh, chứ mình không có chửi người ta ngu. À, không biết ai cũng ngu hết trơn, người ngu một kiểu. Nhưng mà ở đây đang nói tới cái sự vô minh của chúng sanh. À, cái sự vô tình của chúng sanh mà làm cho những người thân xung quanh mình đau khổ. Và xa hơn nữa là chúng sanh đau khổ. Và mũi tên mình bắn ra trong cái môi trường của nhân quả nghiệp báo, là môi trường của nhân duyên. Cho nên nó không có sức cản. Nó bay mãi. Tới chừng nào có một cái cản nó cản lại thì đó chính là duyên đấy. Duyên nó sẽ cản mũi tên đó lại. Và mũi tên đó nó quay ngược qua lại. Nó quay ngược qua lại, nó bắn ai có gì biết không? Nó bay lại trúng chính cái người mà phát ra. Cái điểm nào phát ra mũi tên đó, mũi tên nó bắn ngược qua lại. Thì cái mũi tên mà quay ngược qua lại đó là quả báo. Cái mũi tên mình bắn ra đó là nhân, tạo ra nhân. À, do đó người nào bắn nhiều mũi tên ác ra chừng nào thì tương lai cái xác suất mà họ sẽ lãnh lại những cái mũi tên ác đó nhiều chừng đó. Nếu gặp một cái tấm chắn giống như một tia sáng mà đi đến, một cái tia sáng đi đến nó gặp một cái kính, nó mang tính phản xạ thì nó quay ngược qua lại. Cái tia đó nó quay ngược qua lại. Và chính cái chỗ mà nó ra ánh sáng đó thì nó quay đúng về chỗ đó. Thì cái nhân quả nghiệp báo y như vậy ở trong vũ trụ. Mà tại vì nó không phải là vật chất cho nên con mắt mình không thể nhìn thấy. Do con mắt mình không thể nhìn thấy nên một số người nói là không có nhân quả. Là tại vì con mắt tôi không có nhìn thấy. Cái sự tồn tại trong vũ trụ này nó không phải là tồn tại phụ thuộc vào con mắt của con người, mà nó tồn tại khách quan độc lập với tất cả các loài chúng sanh. Nó tồn tại biện chứng. Không phải con mắt con người nhìn không thấy là nó không có, mà nó tồn tại độc lập, không có con người nó vẫn có. Con người tin nó vẫn có, con người không tin nó vẫn có. Không có con người hiện diện nó vẫn có, và có con người hiện diện nó vẫn có. Có những cái loại mà nó tồn tại vậy mà khi mà con người sanh ra, khi người ta có sẵn như vậy và cái thế giới nó chao động gì mà con người sanh ra ở trong đó và con người không thấy cái gì thì con người nói không có cái đó. Đó là thú nhận cái sự vô minh của con người đấy. Vô minh nghĩa là gì? Vô là không, minh là sáng. Cho nên nó không sáng có nghĩa là không có nhìn thấy. Không nhìn thấy cái gì? Không nhìn thấy cái hiện hữu là cái đang có. Như vậy vô minh là định nghĩa được. Định nghĩa vô minh như thế này: cái gì có mà không có nhận biết được thì đó là vô minh. Có như thế này, nhận biết như thế kia thì đó được gọi là tà kiến. Và không có thấy được cái gì hết trơn á, do tối hù hòa, đó được gọi là si mê. Si mê là không thấy biết gì chứ. Đó là gọi là si mê. Mà có mà không nhận ra đó là vô minh. Mà có kiểu này mà nhận ra kiểu kia đó là tà kiến. Ví dụ nè, cuộc đời nó khổ gần chết luôn gì mà mê nó. Tại sao mình mê? Tại mình nói nó sướng, đúng không? Như vậy khổ mà nói nó sướng, vậy là ông tà kiến quá còn gì nữa.
Đó là tà kiến, đó là một loại kiến giải của chúng sanh. Đó là khổ mà lại nói sướng, xấu mà lại nói đẹp, vô thường mà cho là thường còn, thường còn mà cho là vô thường. Có nghĩa là cái sự thật nó như vậy đó, mà mình nhìn ngược lại hết trơn à, nhìn tầm bậy không, tức là cái sự hiểu biết mình gì đó thì nhà Phật gọi là kiến giải, kiến giải sai lầm. Có nghĩa là mình nhìn không có đúng gì đó. Cho nên á, cái gì mà nó bắn ra được ở trong vũ trụ, có ba cái nơi mà nó có bắn cái mũi tên ra vũ trụ được. Đối với con người nha, con khác là cái chỗ khác, con người có ba cái nơi. Cái nơi thứ nhất, nó giống như cây cung mà nó dừng mũi tên bắn vậy đó, đó là ý hành. Cái nơi thứ hai, đó là cái miệng của mình. Cái nơi thứ ba là cái thân của mình. Nhưng mà nhân nó không phải là cái miệng, phải là ý hành, không phải là cái thân, mà cái đó chẳng qua là cây cung thôi. Cái nhân là mũi tên, cái mũi tên nó nhờ cây cung bắn. Vậy thì chúng ta có ba cây cung. Cây cung thứ nhất á, nó là ý hành. Ý hành nghĩa là gì? Trong năm quẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó tạo thành con người á. Giống như là cái nhà mình gạch cát đá xi măng tạo thành cái nhà. Con người mình tạo thành năm thứ, nó gom nó dán lại với nhau bởi keo 502, nó dán lại với nhau, nó ra thì con người đó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Năm cái tập hợp, tập nhóm này nè, nó trở thành con người của mình. Và ở trong đó có hành quẩn. Hành quẩn chịu trách nhiệm, suy nghĩ, tính toán, nói thầm, cân, đong, đo, đếm. Cái đó gọi là hành quẩn. Nhưng nó đi đến dự định và quyết định thì nó lại trở thành là ý. Hành quẩn quả là ý. Hành quẩn là cái sự suy nghĩ của mình á, sự nói thầm, sự suy nghĩ, sự đắn đo, sự tính toán, sự phân tích, sự đánh giá, thì đó được gọi là hành. Và kết quả của hành nó có hai thứ, đó là dự định và chủ ý. Dự định nghĩa là gì? Bây giờ ví dụ nha, một chút mình đi trên đường về, ghé quán uống trà sữa, hay là mình ăn chè, hay là ăn hột vịt lộn, hay là bách phố Nguyễn Huệ đi chơi, đi vòng vòng phố đi, bắt đầu một loạt các dự định. Và trong các dự định đó mình sẽ quyết định 1, 2, 3, 4 cái gì đó. Thì cái quyết định của dự định ở trong nhà Phật gọi là chủ ý. Chủ ý là nghiệp của ý. Không phải suy nghĩ là nghiệp, mà quyết định của suy nghĩ là nghiệp. Bây giờ ghét ghê quá trời, bắt đầu mới suy nghĩ nha, trả thù. Làm sao giết được người trong mộng, xóa thù riêng cho duyên kiếp phủ phàng. Bắt đầu ngồi suy nghĩ nha. Bây giờ nó đi chùa mình ra mình xì bánh xe nó nè. Bây giờ mình nói xấu nè, nói xấu người khác nè, để cho mất uy tín chơi nè. Bắt đầu mình suy nghĩ một loạt nha, và quyết định nói xấu. Bắt đầu mới nhìn anh vậy chứ, ăn dụng dữ lắm. Thấy cái mặt đi chùa vậy chứ, nó hổn với má nó dữ lắm. Tao kêu nhà kế bên mà bị thấy đi chùa chứ nó hổn dữ lắm. Mà nó tham gian trời mấy đứa. Người ta ở phường lại ta vận động tiền này tiền nọ, không bao giờ nó cho chứ. Nó tính toán với anh em nó từng đồng từng cắt này nọ. Thấy mặt đi chùa vậy tính nó hiền. Nói nó ăn chay chứ về nhà nó ăn toàn là cái cá chứ thịt thôi. Mà miệng mở ra nó ăn chay, ăn chay, ăn chay. Bắt đầu nói xấu, nói xấu người ta. Thế chưa, nói đi hạ gục uy tín người ta. Thì cái đó là cái gì? Cái ý mình đã quyết định chọn phương pháp nói xấu, và cái miệng mình nói xấu, thì cái đó tạo thành khẩu nghiệp và ý nghiệp, hai cái loại nghiệp. Mà cái nghiệp đó nó xuất phát từ cái tâm gì? Từ cái tâm gì? Cái tâm ganh tị, cái tâm ghét ghen, cái tâm tham lam, tức là những cái tâm ác á, nó từ phía bên trong đó, nó mới suối mình để có những chủ ý đó tạo thành ý nghiệp và khẩu nghiệp. Lúc đó mình bắn ra hai mũi tên. Cái miệng mình bắn ra mũi tên lửa, gọi là tên lửa, hiểu không? Rồi á, là cái thân mình á, chưa có bắn, mà cái ý mình nó đã bắn. Bắn ra không gian mũi tên, bắn ra không gian mũi tên, chúng ai thì người đó đau khổ. Không phải bao giờ tên bắn tất cả chúng tất cả những người đâu, mà nó tên bắn nó có cái vị trí. Trừ trường hợp là không có vị trí mà vẫn dướng tên. Ví dụ như người này xác định đúng cái vị trí đó mà bắn ra thì được gọi là cố ý.
mà mình bắn ra mà không có muốn trúng người đó, mà ông nào cũng đi lang thang lại vướng vô dính ổng, gọi là vô tình. Hiểu không? Hiểu không? Cái đó là vô tình đó. Vô tình mình bắn mũi tên mà không có mục đích, bắn ra vậy thôi. Bây giờ uống nước trà nè, liền ra cái không có mục đích gì, cho con kiến nó như nguyên ổ kiến, nó quéo hết nguyên ổ kiến ở phía dưới. Như vậy thì cũng giết một bầy kiến đúng không? Mà mình không có cố ý. Nhưng mà bây giờ ví dụ như cái người hầu của mình với ông vua, bởi vì bữa hổm á có ông nổi bạch biến, ông nổi dài, không phải ông mà con của cái ông đó nổi bạch biến, đâu 17-18 tuổi. Bạch biến tức là cái da mình nổi da trắng, da trắng nổi sần sụi, đây là bạch biến nè. Ông lại ông trị, ông là thầy trời, con gái con giờ cũng nên đi chỉ bác sĩ Mỹ luôn đó mà không hết đó thầy. Giờ thầy chỉ giùm con cái, thầy coi là nhân gì duyên gì mà con của con nổi bạch biến. Thầy là nếu mà nói không lầm thì phóng đạo hào quang về trong quá khứ thì các bạn phóng e trong quá khứ. Hồi xưa này chắc làm công chúa nè, mà công chúa này mà công chúa gọi là công chúa ế chồng nè, nên lớn tuổi mà không có chồng khó dữ lắm. Cho nên cái người hầu mà vô hầu á là chăm trà, chăm trà chăm phải để 5 phút cho nó giảm độ nóng mới đưa công chúa uống. Mà không biết bữa đó cái cô người hầu cự lộn với người yêu hay gì đó quên, vừa chăm vô cái đem vô liền cho công chúa, công chúa hớp vô cái phỏng lưỡi, tắt nguyên cái này, đẩy một cái một nguyên cái này ta phỏng luôn, nguyên này phỏng luôn. Quả báo kiếp sau sanh ra làm người bạch biến, nguyên cái làn da nè nó chóc hết trơn nè, bắt đầu mới lại. Thấy không? Bắn đó, bắn là trúng đối tượng luôn đó. Thấy không? Là chính cái cô này phải không, làm cho tôi phỏng lưỡi nè phải không, rồi tạt một cái luôn. Công chúa ai dám nói gì? Không ai dám nói gì. Nhưng mà nhân quả nó nói, nhân quả nó không có chạy. Luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Quý vị, cho nên thầy là thôi giờ hên xui cái về kiếm cổ ông rùi á. Cái ổ ông rùi tức là cái tàn ông á, mới là quấn cái giấy bạc lại, nướng lên cho nó khét, chín á, trên nó khét, tức là thành tro tán mịn ra. Cái lấy dầu dừa quậy vô sệt sệt ngày sức 2 lần. Rồi bắt đầu cái bạch biến nó mất từ từ. Nhưng mà cũng nói trước rồi nghe, cũng có người mất bạch biến mà nó lại bệnh khác, nó mọc lông. Tại cái dầu dừa viên đó nó kích thích mọc lông ra, thì đến sẽ mọc dài hơn, phải quát hoặc là cạo rồi nghe. Nói trước à. Cái gì nó có hai mặt của vấn đề chứ không bao giờ mà ví dụ ung thư u xơ đi, u xơ tử cung cái gì đi. Cái người ta lấy cái lá trên đuôi hoàng cung chặt nhỏ ra trụng nước sâu. Đây nè, sáng uống lá, chiều uống lá gan mấy nè. Vì nó khống chế được. Nhưng mà đây đau bao tử, uống thời gian ra bao tử bị đau, tại bao tử nó không có chịu lá nữa hoàng cung. Hiểu không? Vậy thì cái cơ thể mình nhằm khi uống chịu này mà lại sanh ra hư khác. Giống hệt uống tiểu đường thời gian banh cái thận. Hiểu không? Uống thuốc tây nhiều quá là thận mà nó bánh. Cho nên đó quý vị, mình bắn cái mũi tên bắn ra thì nếu cố ý bắn ai thì cái đó là gọi là cái nghiệp nhân cố ý, tội nặng dữ lắm. Còn mình bắn ra không có muốn giết người đó mà tự nhiên ông đi tới ông hứng, tại vì mình bắn đâu biết ông tới đâu, vừa bắn ra mà thấy bắn vậy ông tuốt đằng kia ông sầm đi tới chúng ổng, vậy gọi là vô tình. Cho nên ở trên thế gian này mình tạo nghiệp cố ý rất nhiều và tạo nghiệp vô tình rất nhiều. Đâu muốn cho ba mình khổ đâu. Vậy mà mình đi quậy, đi quạng này nọ dữ lắm, ông nhà, ông nhà ông khổ. Mình đâu muốn, mà đâu có muốn bắn ổng đâu, muốn cho ông khổ đâu. Nhưng mà con quậy ông già khổ, gián tiếp làm cho ông già khổ. Mình thức khuya, mình đi chơi khuya, con gái đi chơi khuya, đâu muốn làm cho ba mẹ khổ đâu. Nhưng mà ở nhà người ta ngồi ta nung nướng. Mà qua 12 giờ nó không về, tới 1 giờ nó không về, nung nướng. Quý vị không? Lớn tuổi người ta phải cần cái giấc ngủ sớm, mà con không về vậy rồi làm sao ngủ. Người nói nên là người ta nói là bây giờ con sao con về sớm cho ba mẹ con ngủ. Nó trả lời: ai bắt
ổng bả thích. Ai bắt? Không ai bắt hết trơn. Thương con lo rồi cứ đợi gì đó chứ đâu có ai bắt. À quý không? Cái ngu của ba mẹ là nằm ở chỗ đó đó. Dọn cơm ra sẵn con không về không ăn để ngủ hết bệnh đau bao tử. Tối không ngủ thức tới khuya đợi nhỏ đi về mới ngủ riết là lên máu tiểu đường. Cái ngu nằm chỗ đó đó. Thì cơm người ta dọn ra ăn đi. Rồi á là khuya ngủ đi cho khỏe. Không. Chờ đó. Thức đó. Nó lớn rồi thôi, nó tự giặt đồ, quét nhà, rửa chén đi không bao hết. Quý hiểu không? Đó cũng cái ngu. Nhưng mà mình nói thì nói cho chua xót thôi. Đó là cái thương, nhưng mà tại thầy chế ra cho vui thôi. Đó là cái thương chứ không phải cái ngu. Mà thực ra cái thương cũng thương ngu. Nó cũng ghép vô nữa. Rồi bây giờ nó lớn lên, nó đi quậy, nó đi đây, nó có vợ chồng đi mất. Rồi đầu bao nhiêu cái mình lo. Cho nên á, cái người mà khôn ra một chút á, cái gì thôi nó đi đâu đi đi, mình cũng dạy nó nghe thôi. Hơi đâu mà mình ép bản thân mình, hơi đâu mất ăn mất ngủ đối với nó, rồi bệnh tật tùm lum ra, thôi mình đi chùa mình tu đi. Nó đi khuya nó về á, thì nó hư là hư nó, mình dạy nó không nghe thôi. Nó trên 18 tuổi rồi, nó không nghe thôi. Nhớ không quý vị? Cho nên mỗi khi mà chúng ta bắn ra một cái mũi tên lửa mà trúng ai đó quý vị, thì cái người đó đau khổ. Nhưng mà nếu không trúng ai đó thì một thời gian sau nó cũng quay lại, nó trúng mình thôi. À, cái đó quý vị. Cho nên đó, cái người mà người ta có học Phật Pháp, cái người ta có tư duy Pháp, người ta mới hiểu rằng tất cả những cái việc làm ác ở trên đời này mà chúng ta làm á, trước sau gì nó cũng làm cho mình khổ thôi. Khổ ở quả báo về sau á, mà cái ác nó ngăn cản cái con đường giải thoát của mình. Cái ác nó không có làm cho mình được sự an vui. Mình tu á, mình muốn làm gì? Mình tu mình muốn cho mình thoát khổ, mà thoát khổ chính là vui đó. Và muốn cho mình giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, nên không già, không còn bệnh, không còn chết nữa. Thì lúc đó người ta ý thức dứt pháp phải dừng những cái điều ác lại. Dừng cái điều ác lại bằng cách nào? Bằng cách người ta sám hối. Sám hối có ba cái để cần phải sám hối. Sám hối cái việc đã làm rồi, nó thuộc về quá khứ. Ai học Anh văn thì biết nó có gọi là thì quá khứ đó. Gọi là past là quá khứ. Rồi cái đang làm là hiện tại, là gọi là continue là hiện tại. Rồi cái sẽ làm là tương lai, là future là tương lai đó. Để cho có ba cái ác mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Sẽ làm nó mang tính dự định. Còn đã làm rồi á thì nó đã hoàn thành rồi. Thì đó gọi là hiện tại hoàn thành đó. Present perfect á, tức là hiện tại hoàn thành đó. Như vậy thì chúng ta nói là cái nghiệp ác mình đã làm rồi thì nó tạo ra một nghiệp nhân rồi. Và nhân đó nó sẽ thành cái quả. Cho nên á là mình không có muốn cái quả ác nó đến với mình. Cái quả ác nó có hai cái loại quả. Một cái loại quả cảnh giới và một cái loại quả báo của cảnh giới. Cái loại ác nó có hai cái loại quả báo là một cái loại quả báo cảnh giới và loại quả báo của cảnh giới. Bây giờ ví dụ, quả báo cảnh giới nghĩa là gì? Ví dụ như á, cái gì mà dẫn mình đi ở cảnh giới đó gọi là quả báo cảnh giới. Chúng ta sanh ra cảnh giới, chúng ta gặp cái gì gọi là quả báo của cảnh giới. Bây giờ ví dụ nha, cái nghiệp của con người nó lôi chúng ta sanh ở cõi người, cái đó là quả báo cảnh giới, quả báo đi cảnh giới. Tới con người này rồi gặp tùm lum hết nè, là quả báo của cảnh giới. Hai loại quả báo khác nhau. Vì cái quả báo nào là cái quả báo đi cảnh giới? Đó là tâm. Cái tâm tạo nghiệp là cái quả báo đi cảnh giới. Cái nghiệp đã tạo là quả báo của cảnh giới. Mình phân biệt được cái này không ha? Ví dụ như á, người ta chết đi rồi, cái gì mình dẫn mình đi cảnh giới đó, tức là tâm tạo nghiệp sẽ dẫn đi cảnh giới. Cái tâm tạo nghiệp dẫn đi cảnh giới. Còn cái tạo nghiệp
sẽ làm quả báo ở trong cảnh giới. Hai đó nó khác nhau, chứ không phải là cái tạo nghiệp dẫn mình đi cảnh giới. Không phải. Ví dụ như là chúng ta sát sanh, chúng ta trộm cướp hay gì, cái đó dẫn mình đi địa ngục, ngã quỷ súc sanh. Không phải. Mà cái tâm để làm cho mình sát sanh, cái tâm để làm cho mình là trộm cướp, cái tâm mình làm cho mình nói dối, tất cả những cái lỗi tâm đó là cái quả báo. Nó sẽ tạo thành cái quả báo để dẫn mình đi cái cảnh giới. Cái tâm á, cái tâm nó khác với cái ý. Tâm với ý nó khác nhau. Tâm nó thuộc về phiền não, ý nó thuộc về hành quẩn. Hai cái này hoàn toàn khác nhau, chứ tâm nó không phải là ý. Nên á, ở trong tiếng Bali á, ý gọi là mano, còn tâm gọi là citta. Hai cái nó khác nhau, nó không có giống nhau. Cho nên á, cái tâm với cái ý nó khác nhau. Cái ý là sự suy nghĩ để đến quyết định, còn cái tâm là nó thuộc về cái lĩnh vực gì. Ví dụ như á, tâm sân là tâm nghịch ý, tâm tham là tâm muốn có, tâm si mê là tâm không có suy lường. Tâm sân là tâm nghịch ý, trái ý mình là tâm sân. Tâm tham là tâm muốn có, muốn có cái đó đó. Tâm sân á, là tâm nghịch ý. Cái gì nghịch ý nó là sân á. Nghịch cái ý mình á, là sân. Cái gì muốn có đó là tham á. Cái gì mà không có suy xét đo lường gì hết đó là đó si mê. Cho nên một hành động, một lời nói hay một cái điều gì mà mình tác động vào môi trường mà không có suy xét gì hết thì đó là làm trong si mê. Còn có suy nghĩ, có suy xét thì tùy vào mức độ mà nó vượt qua si mê đến cỡ nào. Cho nên những cái gì mình đã làm á, là có bốn cái mình đã làm. Cái thứ nhất là cái tâm đã làm, cái thứ hai là cái ý đã làm, cái thứ ba là lời nói đã nói, thứ tư là hành động đã làm. Có bốn cái loại này nó tạo thành bốn cái nghiệp nhân ở trong quá khứ mình đã làm. Mình sám hối bốn cái nghiệp này. Nhưng mà báo với quý vị, chỉ tiêu có một nghiệp một thôi, còn ba nghiệp nó không tiêu. Nghiệp gì nó tiêu? Nghiệp tâm nó tiêu. Còn nghiệp ý, nghiệp khẩu, nghiệp thân nó không có tiêu. À, quý vị. Rồi á, tâm nó tiêu rồi thì một thời gian ý bắt đầu nó tiêu theo. Nhưng mà còn khẩu với thân nó không có tiêu. Là tại vì khẩu với thân, thân nó tác động trực tiếp lên chúng sanh đau khổ. Mà tâm với ý á, thì là nó không tác động trực tiếp, mà nó là cái gốc từ ở phía bên trong. Cho nên những gì mà thuộc về ở phía bên trong mình thì mình có thể sám hối nó hết. Còn cái gì mà thuộc về bên ngoài mình đã là tạo ra, nó tác động từ phía bên ngoài đi ra bên ngoài luôn, là không còn ở trong mình nữa, thì mình sám hối không có tiêu. Mà đợi đời sau trả hết nó mới hết. Đời sau mình trả hết nó mới hết. Như vậy đó quý vị, sám hối không hết tội. Nó chỉ hết những cái tội gì nó nằm ở trong tâm mình thôi. Còn cái tội gì gọi là tội tướng, cái tội đã tác động, ví dụ tán người ta rồi sám hối không bao giờ người ta hết đau. Đâm người ta có thẹo rồi là không bao giờ sám hối hết thẹo cả. Đó là cảm thọ đấy. Ví dụ như là chúng ta đã đập vào người đó một cái, họ cảm thọ rất là đau khổ rồi, thì chúng ta không thể nào hết cảm thọ đó. Chứ trường hợp cái nhận thức của họ thay đổi nên cảm thọ nó hết thôi. Chứ nhận thức nó họ không thay đổi, cảm thọ nó không hết, nó vẫn khổ. Bây giờ ví dụ như mình phản bội người ta, mình nói cách mấy gì đi nữa mà không thay đổi nhận thức người đó, nhận thức người đó vẫn thù quán. Ví dụ thử coi, mình là phản bội người ta hoặc lừa đảo người ta coi, cái thù quán họ vẫn yên nguyên và cái đau khổ họ vẫn yên nguyên. Tới chừng nào họ nhận thức ra, nhận thức ra họ tha thứ, hoặc họ nhận thức ra không đáng để mà thù quán, thì tự nhiên cái đó nó hết. Có nghĩa là họ đã thay đổi một cái kiến giải của họ thì cái đó mới hết. Chứ không phải ở đây mà mình sám hối mà nó hết cái đó. Rồi hiểu không? Nhưng mà sám hối hết gì? Hết cái tâm và cái ý. Ví dụ như chúng ta có cái tâm sân, chúng ta sám hối một thời gian hết tâm sân, mình không có sân nữa. Chúng ta có một cái ý hại người ta, mình sám hối một thời gian cái ý hại người ta nó hết. Nhưng cái lời nói mình chửi người ta nó vẫn còn trong không gian. Hành động mình đánh người ta, mình đập người ta, mình đâm người ta, mình chém người ta, nó vẫn còn ở trong không gian. Phải đợi những kiếp về sau mà trả thôi.
không có cách nào mà trốn được hết. Chỉ có hóa giải được hai loại thôi, tâm và ý. Từ phía bên trong là sám hối đúng cách, chỉ hóa giải được tâm ý. Mà hóa giải tâm ý là hóa cái giải lớn nhất, ý dẫn đầu các pháp. Cho nên nó hóa giải được tâm ý của mình là hóa giải lớn nhất. Tại vì tâm ý nó sẽ dẫn mình đi đọa vào cảnh giới, còn lời nói và hành động sẽ trả quả báo ở trong cảnh giới mà chúng ta đi tới. Cho nên ngày hôm nay nè, mình đi đến làm người là do tâm và ý mình dẫn đến đây. Còn ngày hôm nay mình làm người, mình vừa xấu, mình vừa là không có thông minh, rồi á là mình vừa không có quay đức, mình vừa bị bệnh hoạn, rồi vừa bị người ta ghét, rồi làm gì nghèo lung tung hết. Đó là quả báo ở trong cảnh giới của con người. Cái đó sám hối không bao giờ hết. Chửi người ta, bắt buộc người ta chửi lại thôi, không có đường nào mà sám hối mà hết người ta chửi lại. Trừ trường hợp với người đó tha thứ cho mình, họ không chửi thôi. Và quả báo có hai cái loại nữa. Một loại là chính cái người mình gây ra họ trả lại, đó là quả báo kèm với ân oán. Còn mình chửi người này mà người khác chửi mình, chứ không phải người này chửi mình, đó là trả quả báo thôi, không có ân oán. Khi trả quả báo có hai loại, một loại ân oán, một loại không có ân oán. Mình giết người đó giết lại mình, thì cái đó là vừa trả quả báo mà vừa trả ân oán, gọi là quan gia trái chủ đó. Còn giết người đó mà người khác họ có tâm giết, họ giết lại, thì mình trả quả báo thôi, chứ mình chưa có trả ân oán đâu. Nếu cái người bị giết họ không có oán thù thì thôi không sao. Nhưng người bị giết mà họ ôm thâm oán thù thì trước sau trong những nẻo sanh tử luân hồi gặp nhau là cũng quan gia. Chạy đường nào hết. Cho quý vị đừng có làm đau khổ người ta nha. Làm đau khổ người ta mình hí hửng đâu dữ lắm. Nó không phải chỉ có đơn giản là quả báo đâu, mà nó còn cái quan gia trái chủ là hận thù đó. Cái hận thù nó trả ngàn lần chưa hết, trong khi quả báo trả một lần là xong. Hận thù trả ngàn lần chưa hết, tính không? Bây giờ ví dụ như mình giết một người, hận thù họ lớn quá, họ giết lại không phải mình đâu mà giết lại cả dòng họ, cả con cái, và trong khi lòng thù hận của họ còn, kiếp sau họ giết nữa, kiếp sau họ giết nữa. Quý vị không? Cái quả, cái lòng thù hận nó lớn vậy đó. Tùy vào cái cảm thọ đau khổ người ta tới cỡ nào mà lòng thù hận họ lớn hoặc nhỏ chừng đó. Cho nên á, quý vị á, đừng có làm khổ ai hết, ít nhất là cố ý. Vô tình do vô minh thôi, sám hối. Nhưng mà cố ý á, thì mình đừng có tác ý làm khổ ai hết á. Cho nên từ đây trở về sau mình đừng có gieo cái gọi là quan gia trái chủ. Nên mình lên trước bằng Phật mình nguyện: con tên họ là gì, pháp danh là gì đó, con xin sám hối tội lỗi con gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến ngày hôm nay, do sáu căn mê lầm, ba nghiệp tối tăm, chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ. Hôm nay con thành tâm sám hối. Và nếu mà con có lỗi lầm gì với ai á, thì cho con xin sám hối, cho xin lỗi với những cái người con gây ra lỗi lầm. Còn nếu ai có gây ra lỗi lầm của con á, con sẵn sàng tha thứ, thương yêu, tha thứ hết cho tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống như nước, từ loài sống trên cạn, loài sống trên không, con đều biết thương yêu và tha thứ hết. Cái mà mình làm quan gia trái chủ cho người ta mình chấm dứt từ đây, có nghĩa là bằng tha thứ. Cho nên mình khởi lên một cái tâm gọi là tha. Nhà Phật có câu hay lắm: tha được thì tha đi. Và mình phát lên một tâm. Nhiều người làm khổ mình lắm, hồi nhỏ tới giờ nhiều người làm khổ mình lắm, đúng không? Nói nhỏ tới lớn thì chưa nói kiếp trước. Cho nên mình tha. Tha, ai làm khổ mình cũng tha chứ. Thậm chí ông chồng có vợ bé bỏ mình lằn lóc tha luôn. Dứt hội dứt nợ tha hết. Mà có nhiều người lắm: thầy, con muốn tha mà sao tha không nổi. Con muốn tha lắm mà tha không có nổi. Con gặp mặt con ói máu. Gặp mặt tự nhiên máu nó trào lên. Gặp mặt cái lá gan con nó ứa. Trời, bởi vì con tu mà chắc con yếu lắm. Con muốn tha dữ lắm thầy ơi, mà con tha không nổi. Hiểu chưa? Bây giờ á, thầy hỏi là bây giờ tha cái nào mà tha không nổi? Là nhiều lắm. Thầy mới gom lại những tội mà người ta tha không nổi nè. Thứ nhất,
là lừa tình có vợ bé. Thứ hai là lừa tiền với những người ta khó khăn. Hai cái lừa này làm ta tha không có nổi đó, quý vị. Còn mấy cái khác ta tha bộ dễ hơn, còn lừa tình lừa tiền ta tha không có nổi. Giết người ta tha không có nổi. Giết người ta, ta tha không có nổi. Sát hại người ta, giết người ta tha không nổi. Cho nên quý vị đừng có giết ai hết. Người ta không có tha cho mình đâu. Đừng có lừa tình, lừa tiền ai, người ta không tha mình đâu. Lừa tình á, là phản bội người ta đó, gọi là lừa tình. À, còn lừa tiền á, thì mình nói dốc nói láo người ta để mình lấy tiền gạt người ta đó, lừa tiền. Lừa tình, lừa tiền, giết hại, ba cái này tha không nổi. Ngoài ba cái này ra thường thường người ta tha nổi. Cho nên ai mà có lừa tình mình, có lừa tiền mình, có giết hại mình từ hồi ở trong quá khứ á, hôm nay biết tu rồi, phát nguyện tha. Tha luôn. Bây giờ làm ăn lớn một chuyến đi, tha. Chứ đừng có nói mày gặp thầy. Con hận chồng con suốt kiếp. Thôi bỏ câu đó ông thầy đi. Thầy không nghe câu đó nữa, mà nghe hoài. Nghe hoài luôn á. Thầy con hận ông này suốt kiếp, hận bà kia suốt kiếp. Là hận ngày hay ngày thôi, hận chỉ suốt kiếp, hận dữ vậy. Nói thật với thầy, con tha hết cho tất cả chúng sanh, các loài con tha hết, chỉ trừ công này à. Tha mà có dấu trừ, có mai nết rồi ra nữa. À, có gì đâu. Trời ơi. Tha không nổi, bởi vì chúng sanh không phải đâu. Tại sao ta không nổi? Cảm thọ khổ lớn quá. À, có gì? Tình yêu tăng trưởng bằng cảm thọ lạc, hận thù tăng trưởng bằng cảm thọ khổ. Giết chết tình yêu chỉ cần lấy cảm thọ khổ ra dung ra là giết chết liền. Dung đắp tình yêu bằng cảm thọ lạc. Cảm thọ lạc là cái người ta thích đó, là mình chịu đó, là cảm thọ lạc đó. Gọi là tiếng Anh gọi là gì? If you like I am afternoon. Nếu bạn thích thì tôi chịu cảm thọ lạc. Như vậy đó quý vị, mình muốn ta thương mình nó dễ lắm. Mình làm cho người ta vui, làm ta thương. Một niềm vui, hai niềm vui, ba niềm vui là cảm thọ lạc, nó chất chồng lên là vui, làm ta thương. Mà cái gì làm cho ta vui? Người ta ăn, người ta làm cho vui, người ta ngửi làm cho ta vui, người ta nhìn làm cho ta vui, người ta nghe làm cho ta vui, xúc chạm làm cho ta vui. Mình cho người ta nhìn á, làm ta phải khoái, làm ta vui. Mà người ta nhìn cái gì? Nhìn cái mình và cái của mình. Đó, nhìn cái mình là nhìn cái thân tướng của mình đó. Nhìn cái của mình là những cái gì mình bố trí xung quanh đó. Người ta vừa ý. Cho nên muốn cho người ta thương, mình làm cái mặt sao cho người ta thích, chứ không phải cái mặt mình thích. Nhưng mà thường mình làm cái mặt mình là mặt mình thích. Người ta ghét màu đỏ, đóng cái môi đỏ lên. Ông chồng ông ghét màu đỏ, tại vì ổng á, cái mạng ổng là mạng thủy, quất cái màu đỏ lên là quất cái mạng quả lên. Ông thấy màu đỏ ông sợ chết, chết ông luôn. Ông mạng thủy cho nên cái màu đỏ là quả. Ông thấy cái màu đỏ cái giống thịt như cái còng, như kẹp ông vậy đó. Cho nên đóng cái môi đó là thua. Nhưng mà cổ thích cái môi đỏ, hiểu không? Không, quý vị hiểu không? Như vậy là nghịch công mà, ông đâu có thương nổi. Không có gì, người ta thích cái kiểu nào mình làm theo kiểu đó. Mình cái mục đích mình muốn cho người ta thương thì mình phải làm cho ta nhìn bắt con mắt, hiểu chưa? Ta thích mình mặc sườn xám mà mình cứ mặc kimono không ai thích nổi, hiểu không? Cái đó là mình sống vì người khác. Cho nên cái người nào sống vì người khác nhiều chừng nào người khác thương chừng đó. Tại sao người ta không thương mình sống ích kỷ đấy? Người ta không thương mình sống ích kỷ đấy. Nên những cái dòng cảm thọ khổ nó làm giết chết đi tất cả những tình cảm. Con dao cảm thọ khổ nó giết chết tất cả các tình cảm. Mình làm cho ta khổ nhiều quá không bao giờ người ta thương mình nữa. Nói thật đó quý vị, mình tắt đau khổ cho ai nhiều quá, người ta thề không bao giờ gặp lại mình. Tin không? Thề trong tương lai luôn, không bao giờ gặp lại, dầu đó là người yêu hay là vợ, là chồng,
Nếu làm tóc người ta đau khổ quá trời qua cái ngưỡng cửa chịu đựng của người ta đó, thì người ta thề luôn, tôi vĩnh viễn không bao giờ gặp bà. Mà ta thề đó là ta quá khổ rồi, làm cho ta khổ đau mà cùng cực cả nó, ta không còn chịu nổi nữa đó. À, quý vị thấy không? Cho nên đừng có trách người ta mà hãy trách mình đó. Là tiên trách kỹ hậu trách nhân. À, trước hết trách mình, trước đây hãy trách người. Nhưng mà con người của mình chỉ có trách người ta thôi hà, trách người ta thôi hà. Mới hát cái bài thối đời đó, trách người ta không chưa, trách mình không thấy nữa. Đường tương trao tàu hũ dưa leo, ai chưa ăn chưa phải lần. Ở trong chùa đó, nó biết bài thối đời không? Đường thương đau đầy ai sanh gian, ai chưa qua chưa phải là người đó. Mình mới đổi lại cái bài đó là đường tương trao tàu hũ dưa leo, ai chưa ăn chưa ở trong chùa. Cái đó ngồi trách người ta đó quý vị. Cho nên những cái tội lỗi mình đã làm đó quý vị, mình nhìn mình thấy những cái gì thuộc về tội? Những cái làm cho ta khổ. Nếu sự tác động thì cái làm cho ta khổ là tác động bên ngoài, còn cái làm cho mình khổ là tác động ở trong tâm. Như vậy thì tâm nào làm cho mình khổ? Thì Đức Phật Ngài từ cái tri kiến của Ngài, Ngài thấy tâm làm cho mình khổ đó là tâm tham sân si, là ba cái loại tâm gọi là tam độc. Nó giết chết mình, nó làm cho mình khổ nhiều nhất. Và chính tam sân si nó làm cho cái người đau khổ xung quanh mình nhiều nhất. Rồi mới tới mạng nghi ác, điếng phú não, tật sang, kiêu cuồng, xỉm hại, là những cái tâm căn bản phiền não và tùy phiền não mà Đức Phật dạy ở trong di thức. Đó là những cái tâm đó đó. Nói chung, nói tóm lại là tâm phiền não. Nó làm cho mình khổ và tác động ra môi trường xung quanh, làm cho mọi người xung quanh rất là đau khổ khi có tâm đó. Cho nên người ta sám hối là sám hối những cái tâm ác của mình. Cho nên trong bài kinh sám hối nãy quý vị đọc đó, vạn tích sở tạo chưa ác nghiệp, dạy vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết chúng đẳng dài sám hối. Tâm tham sân si, thân khẩu ý, có phải là bốn cái loại hồi nãy giờ mình nói không? Vì trong kinh Đức Phật dạy đó, nên mình thấy những cái điều đó đó. Cho nên khi người ta sám hối rồi, người ta phải tu, thì sám hối nó mới là trọn vẹn. Còn sám hối á, mà mình không tu á, là sám hối đó không có trọn vẹn. Sám hối á, là mình sửa tâm của mình. Sửa gì? Sửa tâm, cái tâm đâu phải là chiếc xe đâu mà lấy ra sửa. Quý vị, cái pháp sửa tâm á, nó phải có chánh pháp của nhà Phật để sửa tâm. Người ta có thể sửa tâm bằng niệm Phật, người ta có thể sửa tâm bằng trì chú, có thể bằng thiền quán, có thể bằng thiền định. Mà sửa tâm bằng thiền quán và thiền định là hai cái sửa tâm nhanh nhất. Mà tất cả những cái sửa tâm phải trên nền tảng của giới thì sửa tâm nó mới tác dụng. Cái máy á, nó chạy phải có không khí. Tại vì máy đốt trong phải cần phải có oxy. Đâu phải đốt dầu là cháy, dầu không có oxy sao cháy? Vì oxy là môi trường, dầu là nhiên liệu. Oxy là môi trường, phản ứng cháy xảy ra khi có oxy mới phản ứng cháy xảy ra. Mà cháy phải có nhiên liệu. Đâu phải có nhiên liệu là nó cháy, phải có oxy nó mới cháy. Vì oxy tức là môi trường, vậy nên môi trường đó chính là giới. Không phải là niệm Phật là thành công đâu, niệm Phật có trên giới. Giới là môi trường, niệm Phật là nhiên liệu thôi. Trì chú là nhiên liệu, thiền quán là nhiên liệu, thiền định là nhiên liệu. Nhưng mà môi trường phải là môi trường của giới. Cho nên ở trong nhà Phật nó là tỳ ni tạng trụ Phật pháp cũ trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Tỳ ni tức là giới luật. Cho nên những giới luật là môi trường để tu thành tựu các pháp ba la mật, là môi trường để sám hối tiêu tất cả các tội, nó là nằm ở chỗ giới. Cho nên nhằm khi mình sám hối hoài không hết tội là tại vì sám hối không ở trong giới. Giới Đức Phật chế, người nào giữ nhiêu thọ nhiêu giữ nhiêu. Ví dụ thọ 5 giới giữ 5 giới, thọ 8 giới giữ 8 giới. Ai thọ nhiêu giữ nhiêu là giới. Vậy thôi, ông thọ nhiêu giữ nhiêu. Bây giờ người cư sĩ tại gia thọ 5 giới giữ 5 giới giùm tôi đi. Người tu bát quan trai thọ 8 giới giữ 8 giới giùm tôi, sa di 10 giới giữ 10 giới giùm tôi. Bồ Tát 58 giới giữ 58 giới giùm tôi đi. Thức So Ma Na 268 giới giữ 268 giới giùm tôi đi. Tỳ kheo 250 giới giữ 250 giới giùm tôi đi.
Tỳ kheo ni 348 giới giữ, 348 giới giùm tôi đi hết rồi đó, nhiều đó giới của nhà Phật đó. Như vậy ai thọ bao nhiêu giữ bao nhiêu, chứ đừng bao giờ giữ cái mà không thọ. Giữ cái không thọ nghĩa gì? Nghĩa là mình tự nhiên người cư sĩ đi giữ giới tỳ kheo, có thọ đâu giữ. Ông làm ơn làm phước cái nào ông thọ, thọ tức là lãnh, lãnh có trong tay mới giữ, chứ ông giữ vàng không có miếng vàng tôi đi giữ vàng kỳ gì. Hỏi làm nghề gì giữ kim cương, hỏi có hộp kim cương nào không? Không. Ông có hộp kim nào ông giữ vậy? Vậy thì nhà Phật phải có thọ giới, là như thọ là lãnh giới. Lãnh giới phải có giới sư. Ví dụ như giới sư nói là một ngày một đêm như Đức Phật không sát sanh con có giữ được không? Rồi nói sao? Mô Phật giữ được bên là xong giới đó, là giữ là nhận vô đó nghe. Nhận giới vô đó. Nhà mà giới nhận được rồi thì trả lại gọi là xả giới. Trả lại là mình không còn đó nữa, không cần giữ, gọi là xả giới. Có những loại nhận rồi nhận luôn không có xả, đó là ngũ giới và Bồ Tát giới. Không có xả. Hai vợ chồng ông kia bên Mỹ, trời ơi ông tới chùa năn nỉ quá, thầy ơi con làm ơn làm phước thầy ơi, con lại thầy, thầy ơi làm ơn phước, hỏi làm gì vậy? Thầy xả dùm giới Bồ Tát cho con, hai chồng con giữ hết nổi. Bây giờ nó quá trời không có nhớ, già không có nhớ hết giới. Bây giờ gì đâu mà tính 5-8 giới hai chồng con không nhớ nổi, giữ cũng không nổi nữa. Thầy dùng xả giới Bồ Tát giùm con. Tại là Bồ Tát á, giới đó có pháp thọ mà không có pháp xả. Thọ là dính luôn trọn đời, không có xả. Chỉ có làm sai sám hối thôi chứ không có, có xả giới Bồ Tát. Tại bộ giới Bồ Tát thuộc về tâm giới cho nên đó thọ dính nè, không có xả. Đó thầy, thầy xả đại cho con đi. Phật chế tôi mới dám xả chứ ai mà dám xả đại. Cái nào Phật chế có chế cái xả thì mình mới xả được, Phật không có chế xả tôi đâu có biết xả. Là trời ơi cái gì trên trời đất thầy cũng biết, chân xả giới thầy không biết, là không biết. Tại vì trong kinh sách có dạy xả đâu mà xả. Thọ một cái dính rồi, ngũ giới cũng vậy, thọ một cái dính. Có nhiều người đã thấy thầy năm giới mà mấy thằng bạn cũng đi nhậu hoài, mà con không đi nhậu thì mất bạn. Rồi không, nó không có giao việc, là không có hợp đồng gì với con hết. Thế nên bây giờ con thọ, bữa trước con thọ năm giới, giờ cho con xả giới thứ năm, là ngũ giới cũng không có thấy xả. Trong là luật á, cái là luật giới đàn tăng giới đàn ni, cái bộ luật á, luật giới đàn tăng giới đàn ni á, thọ ngũ giới không có phương pháp xả, thọ dính luôn trọn đời không có xả được. Cho nên nếu mà có lỡ sai phạm thì sám hối thôi, chứ không có xả. Cho nên ai mà thọ năm giới gọi là không có cái vụ xả giới nghe, đừng lại năn nỉ mấy thầy xả, cũng không biết đường đâu xả. Dính luôn, nhưng Bảo Quan Trai có xả, Bác Sa tám giới có xả. Cho nên á, quý vị nào mà muốn thọ giới xả giới thì chỉ có giới Bác Quan Trai thôi. Còn thêm nhà Phật 4-5 cái loại giới được xả nữa, đó là giới sa di, giới sa di ni, thích somana, tỳ kheo, tỳ kheo ni được xả. Ví dụ một người thọ giới tỳ kheo không tiếp tục tu tập nữa, lên bạch với thầy mình cho xả giới, đi về nhà tu tập ở nhà, không còn làm ông thầy nữa, thì giới tỳ kheo đó mất, đó gọi là xả giới tỳ kheo. Nhưng mà ngũ giới không có. Mình bây giờ làm Phật tử rồi xả hết Phật tử, không có, nó dính luôn trong A Lại Gia. Cho nên gọi là chủng tử. Quý vị gọi là chủng tử đó. Cho nên người mà quy Phật lần này, qua mấy chục kiếp về sau cũng gặp Phật. Đi lang thang ông đi quậy cho đã, đi cũng thế nào gặp Phật tu à. Đó là một trong những phương pháp gieo duyên lành với nhà Phật đó. Cho nên con cháu gì mới sanh ra đi quy hết đi, cho nó dính một cách đi. Thấy không? Người mốt nó có quậy đằng này đằng kia, đục nước đi nữa cũng quay về con đường Phật Pháp. Cái đó là cha mẹ ông bà thương con á, cho quy y tâm bảo đặt pháp danh rồi vô cho nó đi, rồi kệ nó đi, rồi mày muốn tu không tu thôi, đi quậy đi con, đọ nhiều kiếp lên con tu tiếp con. Tức là nó dính rồi, nó dính về tam quy ngũ giới rồi. Tức là gieo duyên lành với nhà Phật thì thế nào cũng gặp Phật Pháp ở trong tương lai. Hay gì đó, Phật Pháp hay gì đó, nó dính ở trong A Lại Gia. Mà A Lại Gia thì giàu cho chết, giàu cho sống gì, A Lại Gia nó cũng ở đó. Chứ nó không có chạy cái đường nào, không có đi cái đường nào hết, A Lại Gia nó nằm đó.
Cho nên đó quý vị á, là chúng ta sám hối, thấy đây là tội, và mình quyết chí á, là không có làm cái điều đó nữa trong tương lai. Nếu người nào mà không lặp lại cái điều đó trong tương lai thì cái tội đó sẽ hết. Về mặt tội của tâm, mình sám hối á, là mình không muốn lặp lại đó trong tương lai. Cái người nào mà muốn lặp lại một cái điều đó ở trong tương lai, quý vị, là người ta nuôi cái tâm đó nó lớn lên. Ví dụ như á, là chúng ta với một cái tâm sân chửi người ta, mà bây giờ á, lần sau mình sân mình chửi người ta tiếp thì cái tâm sân đó được nuôi lớn lên. Còn nếu mà cái tâm đó là tâm sân, mình chửi người ta, lần sau nổi tâm sân lên không chửi người ta thì tâm sân đó nó nhỏ xuống. Cho nên cái hành động và cái việc làm với cái tâm đó, nhưng mình không chiều theo cái tâm đó thì cái đó nó nhỏ xuống. Đố quý vị chứ không chiều theo tâm đó thì phương pháp nhà Phật gọi là phương pháp gì á? Ví dụ như nổi sân lên chửi người ta, bây giờ mình không chửi nữa, đó là một có một phương pháp ở trong nhà Phật gọi mà quý vị rất là quen, mà nhầm khi mình không có để ý đó, đó là nhẫn nhục đi. Nhẫn nhục có nghĩa là vẫn nổi lên tâm sân, nhưng mà mình không có chửi người ta nữa, mình không có đánh người ta nữa. Ngày xưa nổi lên tâm ghen lấy kéo, còn ngày nay nổi tâm ghen A Di Đà Phật, 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 không có lấy kéo gượt người ta nữa. Thì cái đó gọi là nhẫn nhục, đè nén tâm nó xuống, nó không có bộc lộ ra bên ngoài bằng lời nói và hành động. Nếu người nào mà sám hối cộng với nhẫn nhục, tâm nó sẽ tiêu. Sám hối cộng nhẫn nhục, tâm đó nó sẽ tiêu. Mà tâm tiêu không có lấy gì dẫn đi cảnh giới. Ví dụ như mình nổi lên cái tâm sân là nếu chết đi với tâm sân là đọa địa ngục. Nhưng mà bây giờ mình không có chiều theo tâm sân nữa, mình sám hối rồi tâm sân nó mất, nên chết không có tâm sân để nổi, cho nên không có đọa địa ngục. Mình sám hối rồi thì từ lúc sám hối trở về sau, cái tâm đó nó yếu hơn các tâm khác. Nó có nổi lên đi nữa, nó nổi lên nhỏ nhỏ, nó không nổi lên lớn, cho nên nó yếu hơn cái tâm khác. Mà nó yếu hơn tâm khác á thì nó không còn công năng để nó xuất hiện lúc mà người ta chết. Mà không còn xong công năng xuất hiện lúc ta chết á thì nó không có dẫn đi cái cảnh giới của địa ngục. Đó là mình sám hối về những cái mình đã làm rồi, còn cái mình đang làm. Cái mình đang làm á quý vị, đang làm nó có hai cái loại đang. Đang làm là đang nói, đang nghĩ, đang hành động. Và cái đang thứ hai là cái trong thời gian đó, cái đó được lặp đi lặp lại nhiều lần trên cái tâm đó thì cũng gọi là đang. Bây giờ ví dụ như á, tôi đang học, đâu phải là ngồi học bài mới học đâu, mà nhầm khi đang đá banh ta cũng gọi là đang học. Tôi đang học trường trung học, nhưng bữa đó chủ nhật ông đi đá banh, ông cũng gọi là đang học, đúng không? Đúng không? Đâu phải chỉ ngồi giải bài tập, đâu phải đi đến trường mới gọi là đang học đâu. Thì làm ác cũng vậy. Cái đang làm ác nó có hai loại. Thời gian này mình làm cái ác đó, và chính sát na này làm cái ác đó. Có hai cái loại. Sát na này là tại thời điểm này làm cái đó, và thời gian này làm cái đó. Ví dụ như cái người đó đang sống bằng nghề ăn trộm, bữa nay đâu có ăn trộm đâu mà đang. Ông sống bằng nghề ăn trộm mà hôm qua ăn trộm, hai bữa sau mới ăn trộm, rồi bữa nay không ăn trộm, tôi đâu có đang đâu. Nhưng mà họ đang đi lấy đồ người ta, tức là đi khởi hành từ nhà đi ăn cắp ăn trộm thì cũng gọi là đang ăn trộm, đúng không? Trong thời gian này họ sống bằng nghề ăn trộm cũng gọi là đang ăn trộm, đúng không? Nên đang là vậy đó. Thì cái mình đang làm ác cũng vậy đó. Đang làm ác là đang diễn ra cái ác, hoặc là cái ác này được lặp đi lặp lại cũng gọi là đang làm ác. Trong khoảng thời gian này lặp đi lặp lại cũng gọi là đang làm ác. Cho nên mình dừng hai cái, dừng trong khoảng thời gian này và dừng trong khoảng sát na này, thì cái đó được gọi là sám hối. Để dừng cái hành động ác đang làm, đó là mình sám hối. Cho nên mình xét là mình đang làm ác cái gì, đang làm ở trong sát na hay đang làm ở trong khoảng thời gian này. Cho nên ở trong khoảng thời gian này đó, làm sống bằng nghề đó, dù đóng bằng nghề giết vật, là trong khoảng thời gian này là đang làm ác. Nhưng mà cái bữa nay ông chủ nhật ông nghỉ, ông đâu có làm đâu, ông cũng vẫn là đang làm ác, là đang làm ác trong khoảng thời gian. Còn ví dụ như ông đang đi làm, ông cầm dao, ông giết vật,
thì cái đó là đang làm ác trong sát na. Chúng ta dừng lại hai cái, dừng lại cả trong sát na mà dừng lại cả trong thời gian luôn, thì người đó mới gọi là sám hối. Cứ như hành động đang làm, rồi cái hành động sẽ làm nó có hai loại, một loại dự định và một loại chủ định. Chủ định đó là quyết định đó, dự định là một loạt cái sẽ làm, nhưng mà quyết định là sẽ làm một cái ưu tiên. Bây giờ ví dụ một loạt cái trong tương lai tôi làm nè, đi chơi Phan Thiết, đi chơi ở Huế, đi chơi ở Sapa, đi chơi ở Đà Nẵng, đi chơi ở Mũi Né, đi chơi ở Cà Mau, đi chơi Bạc Liêu, đi chơi Sóc Trăng. Quyết định ngày mai đi chơi chỗ nào quyết luôn. Như vậy thì một cái là chủ ý, còn mấy kia là dự định. Thì sám hối hai cái này, sám hối dự định và sám hối cả chủ ý. Chủ ý là đã quyết định rồi, dự định là chưa có quyết định mới đưa ra phương án thành một loạt các phương án. Cho nên ý hành mình tạo một loạt các phương án, nhưng mà chủ ý lại là có một chủ ý trong những cái đó từng tự. Nhưng mình lên sám hối luôn, sám hối cả hai cái, là sám hối cả chủ ý và sám hối cả dự định. Hai cái đó là những cái sẽ xảy ra trong tương lai là dự định hoặc là chủ ý. Mình sám hối cũng là dừng lại luôn hai cái này luôn, không còn nữa. Do đó với cái tâm nhẫn nhục, tâm chống lại, tất cả những cái tâm ác nó thôi thúc mình. Thường thường tâm ác nó tựa trên nền tảng của ái dục và chấp thủ, trên cái nền tảng của bản ngã. Cho đến mà mình hãy hết sức nỗ lực muốn vượt qua nó, không chỉ là chỉ có nỗ lực để nhẫn nhục không đâu, mà có cả những cái lời thệ nguyện, có cả những sự cầu nguyện. Cầu nguyện là cầu Phật gia hộ để mình vượt qua, còn thệ nguyện là mình thề với Phật mình sẽ vượt qua. Cái đó trở thành sức mạnh của mình, thệ nguyện trở thành sức mạnh, cầu nguyện Phật gia hộ cũng trở thành sức mạnh. Và các cái pháp sám hối ngày nay, pháp tu nó cũng là cái sức mạnh, tinh tấn tu cũng là sức mạnh, tinh tấn tu cũng là sức mạnh. Cho nên đó quý vị, mình phát nguyện tu cũng là sức mạnh. Nên mình phát nguyện là đời đời kiếp kiếp tu hành, đời đời tế độ quần sanh, đời đời theo Phật mà tu. Nếu mình có những phát nguyện đó thì sám hối nó dễ thành tựu hơn. Đó là nhờ nguyện lực để nó vượt qua những cái ác mà ông ta đã làm, ta đang làm, ta sẽ làm. Đó là nhờ nguyện lực, nhờ cầu nguyện, gọi là tha lực. Nguyện lực và tha lực, cầu nguyện là nhờ tha lực đó. Xin Phật hãy ban cho con một tiềm lực tinh thần để vững thắng giữa trần ai phiền não. Có những người đuối quá chịu không nổi, cầu tha lực. Nhất là tới Quan Âm mới cầu tha lực. Xin Đức Quan Thâm Bồ Tát nhỏ lòng từ bi thương xót chúng sanh, trong đó có con. Con khổ quá, khổ gì gì rồi liệt kê ra. Khổ quá, khổ gì? Chồng quậy, vợ quậy, con quậy, vợ đẻ, con đau nhà hết gạo, bệnh tật ốm đau, uống thuốc nhiều hơn cơm gì đó. Mình liệt kê ra, hiểu không? Mà liệt kê ra, mình cầu nguyện xin nhờ quay thần lực mẫn cố của Đức Phật từ bi mà gia hộ cho mình, dùng thần lực của quý ngài, thần lực của Long Thiên Hộ Pháp xung quanh, rồi Cửu Quyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, ai có thần lực xin gia hộ dùm cho con. Giờ con đuối quá, tấm thân con người bé nhỏ tầm thường, thấy sức vậy đó chứ bệnh cái một dở tay út không lên, nhầm người bệnh kêu dở ngón tay dở không nổi, tin không? Bây giờ thể giác 40-50 kg mà tới bệnh dở tay lên dở không thôi, bỏ xuống cái sụm đi, giờ đi hộ niệm hoài sao không biết, thấy gì đó chứ mà nằm liệt giường liệt chiếu dở tay không lên, kéo cái hơi thở kéo không nổi, hít vô cái nó khó nhọc dữ lắm, hít vô cái kéo khó. Cho nên ta phải ý thức những cái điều đó, lúc mạnh giỏi, lúc mà mình có sức lực hãy cố gắng học đạo và tu. Tới một ngày nào đó, quý vị, thầy chạy bác sĩ chê là xong. Thôi, về ăn được gì thì ăn đi. Cái câu đó là câu lạnh lùng nhất. Chăm ông bác sĩ mà dặn về nhà ăn được gì ăn đi là ăn không được đó. Dặn câu đó nghĩa là ăn hết được gì đó. Thôi, về nhà ăn được gì cho ăn đi. Lúc đó không ăn được gì hết trơn bác ơi. Chưa dặn câu đó là còn ăn ngon, ăn được.
Mà tới dặn câu đó rồi là thôi, đút cháo không xuống rồi đó. Mới dặn câu đó. Bởi con người mình cũng chéo ngoe lắm. Lúc người ta ăn được không có cho miếng nào, chứ lúc bệnh ăn biết được là trời cam, quýt, mận, ổi, sồi, quá trời quá đất, đem vô tấp nập bệnh viện, toàn là người nuôi bệnh ăn không. Con người mình vô lý vậy đó. Lúc mạnh khỏe nè, khỏe gù nè, con cháu đem về tấp đi. Không tấp, lúc này mà nó khô gan luôn, có miếng yến nào đâu. Trời ơi, tới bệnh nuốt cháo không vô, nó đem yến, trời ơi, cây vô, yến xào không, cây vô. Cái đó còn chưa nói, còn chưa tức bằng cái vụ mà chết rồi đem đồ cúng. Trời ơi, đem cúng dung mà. Bệnh ăn không được, đem đồ đi thăm bệnh. Chết ăn không được, đem đồ cúng đầy bàn. Còn sống mạnh khỏe, không có cái gì ăn. Trời ơi, nó tức. Nó tức mà tức, tức dữ lắm á. Đang ăn được nó không có miếng gì ăn chứ. Khô queo. Bệnh ăn không được, đem tấp nập luôn, vỏ lại thăm bệnh. Chết, càng không ăn được, cái thân không ăn được luôn, cúng đồ. Trời ơi, cúng năm mâm quá trời quá đất, nhìn cái một. Bởi vì ngẫm nghĩ thế gian, ở thế mà nó còn gian, cho nên không có trách ai, chứ không có trách ai. Thôi nè quý vị, cho nên mình tu tập đó quý vị, nên cha mẹ còn sống nên tắp đi, tắp quần, tắp áo, tắp tiền, tắp đồ ăn, tắp nập, tắp về. Đó mới gọi là người có trí tuệ đấy. Còn chết rồi thôi cúng chén mới gọi xong, kể đi. Gọi là hình thức thôi, hiểu không? Hình thức thôi. Chết rồi sao được hình thức thôi, cho nó vui thôi, chứ đừng có quá trời tấp nập. Nói thiệt á quý vị, nói thì mình không phải nói. Cúng nhiều là nó cúng để nó thỉnh xuống nó ăn không. Cho nó ra ngoài chợ nó mua toàn là đồ nó thích nó cúng không, đâu phải là đồ cái người chết thích đâu. Chật sao mà qua mắt được quý thầy. Nhìn tao biết hết trơn, nhìn biết trơn, nó lựa đồ ngon nó khoái ăn. Vừa cúng lên chưa tàn nữa cái nhán thỉnh xuống đem sòng nhậu nhậu chứ đâu. Bởi vì thôi, nên mấy đó quý vị, nên á là quý vị về nó là ai có thương tôi á, tôi còn ăn được nè thì mua đồ tấp về đi, tấp nập đi, vậy thì là mới gọi là trả hiếu đó. Chứ mơi mốt mà tôi về Tây Phương Cực Lạc còn đâu đây mà cúng, hiểu không? Thôi, cho nên mình thôi cũng đừng trách chúng sanh, thôi kệ đi. Chứ mình nói vậy nói mình ham ăn mất công, hiểu không? Nó nói gì cái nhầm khi nó hiểu lầm, nó nói trời ơi má, vậy má còn ham ăn, hiểu không? Nhầm khi nó nói vậy mình cũng tò quý đúng không? Nhưng mà nói nó ăn ham, ham gì con? Mày phải mừng đi, má còn ăn được á. Chứ cần ăn không ăn được lúc đó thì khổ rồi con ơi. Cho nên đó quý vị, mình á thành tâm sám hối để giữ cái tâm thanh tịnh á. Mà khi giữ tâm thanh tịnh á là vô hại với những người xung quanh. Cho nên quý vị sống an toàn với người thanh tịnh, sống bất an toàn với chúng sanh không thanh tịnh. Tại sao người thương mình lại làm cho mình khổ? Tại vì ông đầy dẫy những tâm ác. Người thương mình chứ đâu phải là thánh. Cho nên người thương mình làm cho mình khổ là tại vì người thương mình vẫn còn tâm ác. Cho nên nó còn mũi tên nó bắn ra bắn hội chúng mình. Đố quý vị chứ ông chồng tham, cuối cùng ông lấy của ai? Cưới nhầm chồng tham, cưới nhầm bà vợ tham. Bà vợ tham cuối cùng moi của con chồng. Ông chồng tham cuối cùng moi của bà vợ. Quý vị hiểu không? Ông chồng nổi sân cuối cùng là đánh vợ. Bà vợ nổi sân là hại chồng. Ông chồng si mê, cố ý hay vô tình thế nào cũng hại vợ. Mà vợ si mê, cố ý hay vô tình thế nào cũng hại chồng. Đó là người thân của mình không? Nói vợ chồng thôi, còn con cái cháu chắt ở trong gia đình của mình. Tuy là tâm của mình không có hại nó, nhưng hành động của mình sẽ hại nó. Là tại vì mình si mê không có trí tuệ, nên đâu có biết con đường nào đau khổ, con đường nào an vui. À có gì không? Cho nên chỉ sống với người thanh tịnh là mới hạnh phúc thôi. Cho nên mình muốn mấy những người xung quanh mình thanh tịnh, mình hãy tu. Muốn những người xung quanh mình an vui, mình hãy tu.
mình tu, mình mới đem lại an vui thật sự cho những người thân của mình mà thôi. Còn tất cả nỗ lực của mình giàu cho kiếm tiền hàng đống đi nữa cũng về làm đau khổ cho người ta đó, tin không? Kiếm đống tiền về chửi nát xung quanh chứ. Tụi bay là toàn là cái thứ gì đâu không à, không làm gì chứ mà ngã hả họng gan. Mình hiểu không? Mình đem tiền về đó, mình làm nhiều tiền về đó mà mình chửi nát người ta chứ người ta nuốt nổi không? Mình đâu phải là người tu, cho nên mình bực mình đem tiền về mình nuôi người ta mà mình chửi nát người ta chứ người ta có vui vẻ gì không? Trong khi mình cấp tiền cho người ta. À không có gì. Cho nên chỉ khi nào mà mình thanh tịnh, thật sự mình không có tham sân si, thì tất cả những lời nói, việc làm và hành động của mình mới đem lại hạnh phúc cho người thân của mình được. Đó là một sự thật đấy. Cho nên muốn ban phúc lành cho gia đình mình chỉ có sửa chính mình mà thôi. Sám hối chính mình, sửa chính mình, tu tập chính mình cho được thanh tịnh. Cho nên người thanh tịnh kèm theo quán từ bi là con cháu mình nó ăn vui lắm. Mình giống như Bồ Tát Quan Âm vậy đó. Nó sống kế mình nó vui dữ lắm, giống hệt đi chùa vậy đó. Còn mà mình tối ngày sân si, nó giống lọt vào động quỷ vậy đó. Vì bà nội, mẹ, ba tối ngày chửi lộn nhau, rồi quăng đá, quăng cát, chọi chén, chọi miễn. Trời ơi, sống nhà giống như sống trong động quỷ. Còn ba mẹ, bà tu hành, nói năng lễ độ, mô Phật đầy lòng thương yêu con cái nhẹ nhàng. Trời ơi, nó sống giống mình sống gần quan âm. Quý vị hiểu không? Cho nên mình muốn làm cho người thân của mình hạnh phúc, chỉ có mình sửa mình cho được thanh tịnh là người ta hạnh phúc thôi. Chứ không phải có nhiều tiền về chửi nát và chừng lấy gì được hạnh phúc. Mà người nào làm nhiều tiền chừng nào người đó ỷ lại chừng đó, rồi làm gia trưởng chừng đó, ở trong gia đình nó không có gì, chấp thủ chừng đó, rồi mình tính đâu là mình nuôi người ta, người ta trở thành nô lệ của mình hay gì đó. Muốn chửi chửi giờ nào, muốn mắng giờ nào, mắng thôi mà người ta, tại vì người ta không làm ra tiền được, ta chịu nhục, ta ăn cơm mình mà ăn cơm rơi nước mắt. Các vị thấy không? Vậy thì đồng tiền mình bỏ ra có ý nghĩa gì nữa? Cho nên mình hãy suy nghĩ lại, ở trong cuộc đời này chỉ khi và chỉ khi tâm mình sám hối thanh tịnh thật sự, tu hành thật sự, thì người xung quanh mình mới được an ổn mà thôi. Cái đó là sự thật đấy. Đâu về mình làm thử cái. Phát lên tâm Bồ Tát Quan Âm thương yêu cứu khổ tất cả chúng sanh, ban vui tất cả chúng sanh, ai nói thì nói cũng mô Phật. Vậy là xong rồi đó. Nhà mình nói đẹp lắm, yên vui lắm. Cho nên pháp sám hối với nhà Phật là một trong những pháp mà hóa giải được tâm mình, các tội lỗi đều được tiêu diệt. Nếu mà người nào mà sám hối mà kèm theo một thứ nữa là kèm theo mà làm phước nữa, mà sám hối kèm theo tu nữa. Sám hối, làm phước, tu, giới, bốn chữ này nè. Giới, sám hối, làm phước, tu, bốn chữ này mà lưu vô, lưu xeo trong máy vi tính đi, vô trong hát đít đi nha. Sám hối, làm phước, giới, tu, giữ giới, năm giới nè, năm giới nè, sám hối nè, làm phước nè, tu. Trời ơi, ai được bốn cái này cái đi đâu không sợ, đi đâu mang vàng kim cương theo không, chết không sợ. Bốn cái này chết đừng sợ, chết đi toàn là cảnh lạnh không, gặp Phật, gặp Bồ Tát không, hào quang sáng chiếu. Quả báo bốn cái này cái là vừa đẹp vừa giàu, vừa trí tuệ, vừa thông minh, sáng suốt, vừa không bệnh hoạn. Quả báo cho nên đó quý vị, giữ giới, giữ nhiều tốt, sám hối liên tục, làm phước, được gì thì làm, cúng dường bố thí và tu tập. Tu pháp nào cũng được, niệm Phật cũng được, ngồi thiền cũng được, trì chú cũng được, tụng kinh cũng được, miễn có tu là được. Chứ đừng có nói không không tu, chê người này chê người kia, cuối cùng có mình không tu á. Cho nên có nhiều người á gọi là mệt dữ lắm, ngồi chê người này chê người kia, chê pháp này chê ép kia. Thầy ơi thầy, Đức Phật A Di Đà có không, niệm Phật có thành Phật được không? Cứ ngồi lòng vòng có nhiêu đó. Cái tu gốc không phải là cái gì, nhưng gốc là sửa tâm. Còn tất cả các cái đều là phương tiện thôi à, là cái cách thức để sửa tâm. Ví dụ chặt cái cây phiền não, còn chặt bằng cái cây gì thì tùy ông. Ông muốn cưa cũng được, ông đục cũng được, ông bạo cũng được, ông bẻ cũng được, miễn sao chặt đứt cây phiền não đó thôi. Thì bây giờ á, mình tu là để đoạn lìa những cái tâm ác, xấu ác của mình. Thì mình có thể niệm Phật cũng được, mình trì chú cũng được, mình làm thiện cũng được, mình phát nguyện cũng được, hay là mình ngồi thiền cũng được, thiền quán cũng được, thiền định cũng được. Ai hiểu cái nào, điêu luyện trong cái nào thì làm cái đó đi, có là được.
Đức Phật đâu có kêu mình tu một cái đâu, mà mình phải tu nhiều cái đánh nó đi. Mình tu bát chánh đạo là 8 cái để đánh nó, chứ đâu phải một cái đâu. À, quý vị, do đó tu pháp nào cũng được, miễn có tu là được. Niệm Phật cũng được, ngồi thiền cũng được, hay tụng kinh gì cũng được, miễn đi chùa cũng được nữa, miễn sao có tu trong được rồi. Hiểu không? Có tu là được, là tu là ngon à. Chứ đừng có đi lang thang à, nói như này nói như kia, pháp này hay pháp kia dở, cuối cùng nguyên đời không nhìn lại không có tu miếng nào chứ, toàn nói thôi. Nè, vậy rồi nè, đắc cái gì đắc? Được cái gì đâu được, tối ngày phiền não không, chứ được đắc gì đâu. Đó, do đó quý vị bốn cái chữ này nè, hiểu không? À, giới lực rồi sám hối rồi á là tu tập rồi vân vân. À, quý vị áp vô gọt đầu á là làm phước rồi tu, à, giới sám hối làm phước tu bốn cái đó có chưa, có gì giới không giữ mà cái nào không được á sám hối rồi sám hối cho nó hết cái tội đó, làm phước, cái làm phước quan trọng lắm, cái làm phước đi theo mình á, đừng tiếc tiền. Thực ra làm phước là đổi tiền lấy phước thôi à, chứ đâu có phải là mất tiền đâu, người ta tính mất tiền đâu có mất. À, làm phước đổi tiền lấy phước, ai mà không đổi kịp chết một cái một á, mất tiền thật sự. Cái tiền mà mình để trong tủ á mà không có đổi kịp ra phước á, chết rồi mất tiêu, con cháu lấy sạch bách chứ mất tiêu không thật. Còn mình đổi ra kịp làm đi cúng dường bố thí, mình đi làm lành làm phước á, nó thuộc về mình. Quý thấy không? Cho nên là mình giá nào giá cũng để lên đỉnh thôi. Còn đừng để nhiều quá, để nhiều quá không hay. Cho nên để ít nên đầu thủ sống dưỡng già thôi. À, còn nhiều mình làm đi làm từ từ, từ không bắt mình làm lần, làm từ từ, từ rỉ rả kiếm ra lâu đầy tổ, rỉ rả đó. Còn tu ngày nào cũng tu không cần phải mình tu gắt củ kiệu là củ chú gì đâu. À, mình cứ sáng ngày hai thời sáng chiều tụng kinh niệm Phật, trước khi đi ngủ ngồi niệm Phật hành thiền, khi thức dậy ngồi niệm Phật hành thiền, tới giờ nào đi chùa sám hối, đi chùa sám hối, đi chùa thính pháp, đi chùa tu đó, thiền tháng ngày hai ngày đó. Đó, cứ lặng lặng thôi, và đi đứng nằm ngồi ở đâu mình cũng nhớ tu sửa tâm hết. Tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. À, rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe hơn tiếng đồng hồ qua về trong cái ngày sám hối của chùa Minh Đạo. Rất là tri ân Hòa Thượng Ân Sư, Diện Chủ và Thầy Chủ Trì tạo điều kiện cho chúng con có một buổi chia sẻ với Phật tử ở đây. Chúc cho Phật tử luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý. Gia đình đó thì công việc làm ăn thuận lợi hanh thông, con cháu thảo hiền, và luôn luôn lúc nào cũng phát tài phát lộc, gọi là tấn tài tấn lộc tấn bình an.